tuần sau đã bỏ cái này, nếu bỏ cái này cháy cái gì gì à? Ui giời, tuần sau có 20 à? 20 à? Dạ, anh Hoàng hơn. Thật thì các chú là tại sao các chú biết là đấy không? Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Thì nghịch điện thoại của anh là anh nghịch Facebook là tầm năm nay là năm 6 năm rồi. Thì năm ở anh ở Manai. Dạ. Nó vẫn một cái nick. Cái nick đấy. Nó báo năm nào nó báo là đến có những cái gì kỷ niệm đấy. Hôm nay là sinh nhật của anh. Chả bảo, chả thấy Facebook không? Facebook là anh tắt bỏ cái đấy đi. Anh tắt bỏ chứ không phải là anh tắt bỏ cái chuyện thông báo. Làm sao? Các chú không thấy đâu. Thế anh tắt bỏ rồi, sao thấy chưa? Thông báo mà. Có sinh nhật của anh. Hôm nay sinh nhật của anh. Có. Thế em bảo này, tiêu quyết bảo này, nhưng mua viên thêm được phải rồi. Nên là tất cả thế giới này, mỗi vợ anh là biết sinh nhật của anh, là chúc mừng sinh nhật từ hôm qua. Nó không lưu, không ai biết đâu. Nếu mà xin Facebook thì không ai biết. Nhưng mà những người mà để nhớ được thì chắc chắn cái là người quan trọng nhất của mình thôi. Không phải là quan trọng nhất, mà nếu mà người nhớ được là một là người ta mưu cái gì không biết. Nhưng mà để mà nhớ được chắc chắn là sẽ quan trọng nhất. Anh là không biết sinh nhật của vợ anh, là nhớ là khoảng ngày 18 tháng 11 hay 17 tháng 11 gì đấy. Nhưng anh không nhớ chính xác đâu. Nhưng mà đến thật nhá. Nhưng mà cái này là phải mưu vào cái gì để mình nhớ được. Có hiểu thế nhỉ? Đấy. Không lưu không nhớ được. Anh phải. Chắc chắn em nhớ. Chắc chắn em nhớ. Em nhớ từ cái ngày mà đầu năm nhá. Anh chả nói, anh chả nói thì không à. Anh không định ấy nói gì. Em nhớ từ cái đầu năm trong anh nói cho anh em biết ở cả với nhau ngày nào anh nhớ luôn. Nhật yeah. Em nói rõ ràng em nói từ hôm mà. Em mà nhớ này, ngày 14 tháng 2 này. Sau rồi đến ngày nói mà... ngày 14 tháng 2 này, sau đến ngày 8 tháng 3 này, sau đến ngày 1 tháng 5 này. Đi ngồi đây, anh này cứ ngồi nhà. Thôi được, vấn đề gì đâu. Mùng 5 tháng 9 này. Sau đến ngày mùng 10, ngày 20 tháng 10 này. Thế thôi, hết một mà. Nhớ nhiều ngày thế. Đấy là con người em. Còn người quan tại ngày quan trọng nên hả? Đúng rồi, chuẩn rồi. Không phải em, thật sự em nhớ ngày của em. Chưa bao giờ để người nào mà yêu nhắc. Em để phải nhắc một cái gì đó. Thế thôi, đơn giản để quan tâm. Đúng rồi, cái đấy là thể hiện sự quan tâm đấy. Không quan tâm sẽ không nhớ được đó. Đó là để khi cả những người mà yêu cũ của em cũng nhớ hết. Thế nhưng mà em không chúc cọ thôi. Vì họ có gia đình rồi đúng không? Đã qua rồi thì không mình đừng có đến phiền người ta nữa. Có gia đình rồi vì họ có gia đình rồi, có khi mình nhắn tin, ví dụ hôm nay mình có tự nhiên mình mở lòng hay là mình chắc ẩn một tí cái gì đó mình nhắn tin cho họ, tự nhiên cuộc sống họ xáo trộn. Đúng rồi, đó là một cái điều đó mà nó rất là đấy. Hôm trước nha, em không phải nói đây mà mình nói để nói, nhưng mà em sang đây rồi, em hôm nọ cái đợt tháng 5 ấy, em bay sang đây thì có một đứa người yêu cũ này. Nó kết bạn tất cả những cả mọi người ở nhà em này. Để xem em làm gì, rằng gì ấy. Sau đến lúc nó kết bạn với em, nó kết bạn em mấy lần ấy. Nhưng mà em không chấp nhận đâu, em toàn xóa bỏ. Sau rồi em nhắn tin nó và bây giờ lúc em nhắn tin luôn nó em mà là có vợ, quên có chồng con rồi. Sao lại cứ phải kết bạn đấy. Lúc ấy nó chặn luôn đấy của em. Kết bạn thì vấn đề gì đâu. Em... mình không chấp nhận thì thôi chứ đúng không? À, nó kiểu như là nó kết bạn nhiều ấy, nó kết bạn em hủy do lại kết bạn hủy kết bạn. À, không phải cái Facebook bây giờ nó lại khó cái nó lại cứ hiện cái thông báo của mình nó là gì nhỉ? Nó là giới thiệu cái người này có thể là mình ấn vào là xác nhận được bạn chẳng hạn. Không. Nó chắc chắn là nó đang theo, không phải nó. Đúng rồi. Em thì em không phải nói quá. Có bạn bè thì người ta biết mình rồi. Cái người nó thì chắc chắn là biết mình rồi. Người ta thì nó muốn kết bạn với mình đúng không? Nó kết bạn với em không chấp nhận. Em bảo là em không muốn là dây dưa nữa. Nói chung là mình cũng muốn quan tâm lắm. Thế nhưng mà mình không đúng đủ rồi. Mình không đủ cái gì. Mình cũng không muốn là bây giờ mình có kể là mình có quan tâm chẳng hạn, mình có nhắn tin chẳng hạn nữa. Nên dứt khoát. Mình không nhắn tin, em không nhắn tin luôn. Em không nhắn tin mà nó kết bạn với cả cái thằng Lập.
Cái cả mấy người đấy luôn. Từ cái lúc mà em sang bên đây luôn. Nó kết bạn từ cái lúc mà 3 năm trước. Có chồng con rồi bây giờ mình. Nó kết bạn này nó sau đến lúc em ở vào tại tại sao thằng Lập này lại có bạn chung mà cái thằng Lập ấy nó cái thằng Lập mà ở cùng em ấy. Nó thích thằng Hướng Nghiên. Tại tại sao nó lại theo dõi cái thằng ấy mà nó lại cái bạn này. Nó vào vào cái thông tin riêng của em mà. Đấy, thì sau rồi đợt này nó kết bạn. Nó xa em về nhà nhá, về về nhà nó lại kết bạn. Nhưng mà em không không bảo gì ạ. Nó sau đến lúc em nó kết bạn em hủy luôn. Sau đến lúc em sang đây nó kết bạn nữa em ạ. Em nán tin luôn em ạ. Bây giờ có chồng có con rồi thì đáng hạnh phúc thế đừng có linh tinh. Đừng có em cũng nói luôn, em thật mặt luôn. Em bảo là giờ có chồng có con rồi thì kiểu kiểu như là yên phận đi. Chú không là, phải chú là đưa thêm bạn thôi chú, là chú là đưa miệng đi xa quá. Đấy xa quá thật. Anh đi xa quá. Chú là đi xa quá rồi. Chí tưởng bờ chú đi xa quá. Tưởng bờ thì em không biết. Thế nhưng mà em nói thật là em không muốn là nó dây dưa nó linh tinh. Làm bạn với đây gì đâu. Không, em không muốn làm bạn. Thề luôn, nếu mà yêu xong, không yêu nữa. Không bao giờ làm bạn. Yêu xong là do nó hay do mình lại chia tay. Mình lại không muốn làm bạn. Không, đấy cái thời nó thời thiếu niên mà. Thiếu niên đúng không? Thiếu niên là tầm mười mười mấy đi, thiếu niên là chú đi đoàn với đảng mãi. Thiếu niên mười mấy? Thiếu niên là thiếu niên tầm 19 thì đấy nhỉ. Thiếu niên hả? Nhưng mà nói chung là không phải là tưởng bở. Thế nhưng mà em không muốn là nó sẽ có gì để linh tinh. Em nói thật. Thiếu niên thì nó tầm 15. Đấy thiếu niên còn dưới là nhì đồng. Nhì đồng tầm 15 em nói là hôm ấy là nó chặn luôn. Sau đó nó chặn là biết để là thiếu niên rồi. Chặn luôn Facebook của em nó. Thế là em chỉ vào được không biết nó chặn cái gì mà em chỉ vào được tường nó thôi. Là anh quay anh tắt rồi, anh tắt rồi, bây giờ anh tắt bỏ nó thiếu niên đúng không? Không phải đoạn mình anh em nói chuyện nhiều cái chỗ phải bỏ qua chuẩn luôn đấy.